lát đường ta đến đây là nơi nào? Mưa lặng êm nắng bừng hồng, lòng rạc rào như thấy cô ta. Ý kìa, xa nhìn vườn dâu phất thơm nồng, lòng mơ lạc đến cùng trời. Dâu tôi vung trồng, ai ăn xin nghe rằng đừng quên công khó người chăm sóc vừa. Ta ngôi vua tề công ai vung trồng, vàng đây ta trả và mua luôn người về nơi cung vàng. Dạ, thiếp thần họ Chung tên Vô Diệm, xin đi đầu ra mắt thánh huân. Ôi giọng nói thanh tao da người tuyệt mỹ, hãy ngước lên cho ta chiêm ngưỡng dung nhan. Trời, má quỷ hiện hình, tìm ngân người rung xem lại ma biến thành dài nhân. Chơi chơi hồ kinh chắc phen này về cõi âm trung. Tôi nào đâu lo yêu tinh, tôi là người trong kim sông, xin chờ nói yêu tình tôi cho phần. Mã, máu tìm nẻo bốn đầu. Chạy đi đâu cho khỏi. Hãy hứa một lời, nếu muốn rời khỏi nơi đây. Được, ta hứa, ngày 13 tháng 5 tới đây ta sẽ đến rước nàng. Nam Sang. Cái gì vậy? Cái gì kỳ cục vậy? À, thiệt là lãng nhách à. Mấy người này thiệt là lãng nhách. Chúng ta là một bọn khách thương. Là lệnh thanh à hoàng mà đặt hương an cúc cung quỳ lại. Ô xì lãng xẹt, thiệt hãnh diện và vui làm sao. Ngày 13 tháng 5 tới đây là thank you.
vô diệm đâu rồi. Ờ, xin cúi đầu ra mắt bà hoàng hậu hụt quá. Xí, mặt mày như quỷ sứ mà ham lắm. Giận bây tề vương đem giả bạc đen, đã ước hẹn sao lại còn lối hẹn. Mẹ ơi, cha anh đã chẳng thương, lại tôn đoạn tình khúc nhục. Hai chị dâu lại cũng hết lời, miệt thị rẻ khinh. Xin từ giả từ thân, con nhất quyết lai kinh. Tìm gặp mặt tề vương cho hãng tường cứu sự. Mẹ ơi, phận gái 12 đã trót một lần chọn bên. Một mình quay gánh lên vai, tuổi nhục vũ quy trên ngàn dặm đường xa, thui thui âm thầm. Tiên vương ơi, lòng dẫu không thương, sao lại nó tàn nhẫn vô tình. Chuyện giống ước đau ngàn rối giọt, giang xuống đỏ đài thân phận nữ nhi. Giận căm gan tam pha nát lâm ti, cũng không vừa với bấy nhiêu niềm sĩ hồ. Đường muôn trùng thân gái bơ vơ, người ở bạc sao mình cứ trọn lòng thương nhớ. Cha, nhan sắc này mới năm đi á, chắc là tề vương sẽ hết lòng nhắm mắt yêu thương à. Và cũng cắn răng không chức diêu dương, lắc đầu run rẩy hết hồn mê chung sủ hậu. Hai chị ơi, sao chẳng thương kẻ chung thuyền chung hồi. Đời bà phước vô duyên, trong một duyên sang đoàn. Trách ai nỡ bội dâng, không nhớ lời đã hẹn hò. Sư mẫu ơi đã báo rằng duyên số, sao người đành không chút giả xót thương. Một mình con chưa đủ hành hạ tê lương, sao nỡ làm cho toàn họ chung sỉ. Phải hỏi tội vua tôi, tề quốc gia vô diệm này nào, phải dễ bị miệt khinh. Lại mẹ, xin tha cho con tội bất hiếu. Rồi từ ngày xuất giá theo chồng, thương nhung nương nàng sống trong cung vàng một bóng mà thôi. Đồng sang bao tuyết già, ôi ác tiêu thương vòng loang cấm cô liêu. Sao thánh quân không bao giờ đến? Xuân qua bao mùa nắng lên đi rồi mà thấy lạnh lòng. Một đời hồng nhan chẳng gối đơn chiêu. Thương cho đời qua, luôn tiếc thương cho đời qua, luôn tiếc thương cho đời qua. Muôn tâu chẳng biết thiết thần có làm điều chi Phật ý mà long nhan ra vẻ kém tươi. Không không, Đông Phi ơi, xuân tiêu một khắc ngàn vàng, sao không tận hưởng mà nét qua lại hua xào phai thâm. Bệ hạ, bệ hạ ơi, tháng năm lẻ loi cùng lạnh, tiêu phong lạnh leo gối chân, như ai dốc ngọc ao mòn. Mà sao còn vui thú nơi đâu? Đừng hờn dân khanh
ơi trăng đêm tâm sự ta kề bên chân, cùng vào bước dưới trần. Xin đừng lưu luyến nữa chi, trên cung này đặng chất thiếp thần mang dung. Xa chi chung số phụ à, mà làm em vui. Thôi bệ hạ ơi, thiếp thần sợ lắm. Sợ gì? Cao phi Triệu phi vì được quân vương sủng ái mà thác bởi tay chánh hậu. Dù thần thiếp một lòng một dạ yêu kính quân vương, nhưng không có mong gì được sớm hôm hầu hạ mình rồng đâu. Bệ hạ về đi, thiếp thần sợ lắm. À, tức tôi thay cho chung sổ phụ. Sao không biết phận mình sâu xa kinh khiếp? Còn đèo bồng muốn được nịch ái yêu à thương. Ta sẽ cho võ quan đem chung số phụ ra pháp mà trường. Trảm quyết cho ranh à. Bệ hạ ơi, ơi bệ hạ giết chính hậu sao cho khỏi miệng đời dèm pha dị nghị. Chứ làm sao bây giờ? Bệ hạ à, à bệ hạ ơi, chỉ khi nào chính hậu bị tai nạn, ví dụ như sao? Như lửa cháy lãnh cung mà chết à, thiếp thần mới khỏi sợ khi được quân vương nịch ái. À à à à, ta hiểu ý Ai Khanh rồi. Hiểu chưa? Dư hiểu. Ai Khanh ơi, hãy cùng đi với ta. Ngoài thành thì quân Triệu phủ dây, dương quay dịu võ. Trong thành thì đã hết tương cử đương, lương thực cạn dần, ta đành cam thục thủ vô phương. Ôi trời chẳng tựa ắt tề đành tuyệt quốc. Tâu bệ hạ, thần đã xem ngôi thiên tượng, thấy dẫn tề vẫn còn có thể khởi hưng. Thần xin ra đi cầu diện một bậc anh hùng, đủ tài lực cứu nguy tề quốc.
nhưng muốn vượt cả thoát ngã khỏi ngã trùng dây thần đây phải ngã ra đi tìm cứu tình ấy là ai thần không dám lậu cơ trời đã ngã định sinh bệ ngã hạ kiếp đi mâu khổ nhập thế gian toàn. Nghĩa là bây giờ bệ hạ hãy truyền cho tướng sĩ đánh tối thần cho nát thịt tan da. Yên bình trọng ơi, trẫm phèn lấy cho mình kem đức, nên giữa cơn nước lửa phong ba, khanh phải vì an nguy tề quốc mà xả thân chịu ngàn đau nhục cho tan nát thân. Xin bệ hạ gạt bỏ niềm cô ái nhỏ đừng vì chút tình. Bệnh của non sông đã đến cơn trầm kha tuyệt vọng, hãy mạnh tay dùng liều thuốc độc mà thôi. Bệ hạ đừng cho lệ vong quân tuôn rơi, thần dựng chỉ lên đường tìm xin lỗi. Ôi làm vua như ta thật vô cùng giáp sĩ quân, hãy đánh ta 40 côn thật mạnh, nếu chẳng tan da nát thịt phải đập thêm. Trời ơi, 40 côn đập trên mình bình trong, ta nghe như thịt da mình cũng tan nát ra rời. Thịt da tôi trung đầy máu đỏ, trời ơi, để tìm cho tề một nẻo sống phục hưng, ta nghẹn ngào run rẩy toàn thân và muốn tự tận cho lòng kẻ làm vua đỡ nhục. Ôi thần đã mỉm cười trong khi toàn thân diêm nhất, bệ hạ đừng nhọc dạ mến thương, đầu từ tả quân dương. Đêm nay thần sẽ vượt tường cao ra đi ngã cầu ngã diện đánh anh, xin từ tả yên quân sư. Kính bẩm nguyên soái. Chuyện gì? Đêm khuya đi tuần thám, chúng tôi bắt được một tên tề vượt thành cao để trốn ra ngoài. Bọn tôi xin dẫn vào đây cho Nguyên Nhung liệu đinh. Ngước mặt lên! Quân sư yên anh, sau nửa đêm vượt tường cao chân trở, ắt muôn sang dinh trị để thăm dò quân tình. Giáp sĩ, khoan khoan, xin Nguyên Nhung nhìn xem thân hình bình ở trong rối đòn nát thịt tan văng, bởi Tề Dương vô đạo không nghe lời khuyên can, binh tướng cạn lương nên đầu triệu cho rồi, hắn đánh tôi xương thịt tơi bời. Nghiệp Tề đã đến hồi mát dần, anh mây khiến vô Tề phủ rải yên anh. Đêm tương ngộ sinh dân kê mọn, yên anh này sẽ trở lại lâm tri, gạt lão Dương đầu triệu thì đàm thành, không đánh cũng tan. Được rồi, ta tin lời bình trọng, quân sĩ mau thắng ngựa cho bằng hữu ta lên đường. Xin hẹn ngày tương ngộ quý hoàng. Dạ. Chuyện gì? Yến anh không đến Lâm Tri mà lại theo đường về Thương Sơn Pháp Mã. Thôi rồi, ta đã bị thằng lùng gạt ta rồi. Ba quân tướng sĩ mau kiếp công thành. Lòng nghe Dương suốt đôi đời
tình duyên tâm kết sẽ đến này giờ ta còn ân ai tưởng đâu vẹn toàn đâu ngờ giờ đây dở dàng mới người bạc tình người đang tâm kế mưu gian tà phơi bày người sao nó đốt chiêu dương hoàng điêu tàn lòng căm tức thánh quân nghe lời gian thần buồn thay kiếp qua số phận quạnh nhiều thà về quê cũ sông mà lòng nghe vui hơn đánh mất xa qua cùng sông la hơn lòng không lòng dâu tinh khiết con tim lòng vua tề dường dâu xin gửi bao tâm tình nguyên tròn cầu mong xóa đi những chuyện ngày qua. Dạ ai đó? Tôi là tỳ nữ Vân Trà. À, hay cho Yến Anh dám dối gạt ta. Chung nương nương, bệ hạ đang bị liêm khoa dây khổn, xin nương nương kiếp mau cứu gia giải cứu tề quốc huynh nguy. Thằng lùng quá nghiệt, ta muốn yên thân nơi địa huyệt, hôm nay cũng bị thằng quái tử đến kêu khóc để xin giải cứu cho quan gia. Chung nương ơi là chung nương. Thôi thôi đừng khóc nữa, tên quái tử Yên Anh hãy về cho ta yên. Ta đã tham làm hoàng hậu chiêu dương bằng những tháng năm lạnh lùng chẳng vui, ôm vui chiếc làm ban với trăng xuông cùng sự hắc hủi của tuyên dương. Nương nương dẫu có chín mười hờn chúa thượng cũng nên thương tề quốc huynh nguy, vua có tội với nương nương chứ muôn dân nào có tội mà nương nương bỏ giữa dòng nước lửa mặt triều bằng dày xéo cho đành. Sao số ta vẫn còn dương nợ thằng lùng nên cứ than khóc lặng nhằn, ta nhất định rồi người hãy đi đi. Dạ đi nương nương ơi. Sao cứ nương nương hoài đừng mong thuyết phục muốn lời, tỳ nữ nào hãy đuổi hắn đi coi. Nếu nương nương chẳng thương thì thần nguyện sẽ quỳ mãi đây cho tới chết, thà được nhắm mắt xuôi tay trước giờ tề ban vào tay triệu quốc, còn hơn nhìn thấy nương nương vì giận một quân vương mà bỏ mặt cho giang sang nghiêng ngựa điêu tàn. Và hàng giang tề dân than khóc giữa nơi ngàn gót giặc hung tàn. Nghĩ cho cùng tội của quân vương cũng không có gì quá nặng, hành động ngông cuồng trong lúc rượu đã mì môi dẫn lấy chính là mười. Nương nương hãy nghĩ kỹ lại coi, dù sao nương nương và chúa thượng vẫn có những tháng năm dài kỷ niệm, rồi chúa thượng sẽ ra sao nghi đời một ba dương đài đó biết bao lần. Ngày thần dùng khổ nhục kế ra đi cầu diễn nương nương thì trong kho lương còn đủ cho quân binh dùng không đủ tham, xin nương nương sớm lo liệu giải nguy. Thằng quái tử quả chẳng hổ danh tướng quốc, giống lưỡi ngót ngào viễn thuyết đã làm siêu giả ai gia, thân thể thước tất chẳng bằng ai mà ngôn ngữ cao dời như nuôi tay, lưỡi quả biên ôm dao và lời mạnh như phong vũ, ngàn vạn gương đau
làm ai da rúng động, ai da nghĩ mà kinh sợ thay cho giọng lưỡi bọn dân biển. Nghĩ cho cùng vẫn quả có chín mười, nhưng thương yêu bằng ngàn vàng vì số nghiệp đã phúc quân dương còn dài khiên cho nương nương siêu giả. Chứ tôi thần nào có tài chi, xin nương nương hãy nhớ cầu cứu binh như cứu lửa. Thằng lùn này nóng quá. Thôi hãy nhắm mắt để cho ta làm. Cha cha gió gì đâu dùng dục lỗ tai nổ lùng à, bùng à. Thần mở mắt chút có sao hung hoàng hậu à. Mở mắt té nát thay thì chịu. Ê, ghê quá. Hoàng vạn tuế. Vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, chư khanh hãy bình thân. Muôn tâu, nay đã qua hồi bính lửa, xin đèn trời soi rõ chuyện ước quan. Vậy cha ai nổi lửa đốt lãnh cung, ai mưu giết ai gia, xin thiên tử phán ra cho quần thần tận tường khúc chiết. Ai hậu ơi, chuyện đã lâu rồi, đó chẳng qua là giận rủi, xin ai hậu hãy bỏ qua. Đến nước này mà bệ hạ còn che chở cho kẻ ác tâm. Ngự Lâm quân, dời Đông Phi đến cho ta hỏi. Đông Phi, nghe ta hỏi. Ta với mi vốn không thù không oán, sao lại đem giả soái lang dụng quả công tiêu rủi lãnh cung? Nếu ta uổng tử lấy ai mà phò xã tắc? Bệ hạ xin dùng thần thiếp. Bệ hạ ơi, quan tôi lắm chân hậu ơi. Chá chá, sự tình đã tỏ rõ, còn luống miệng kêu quan. Võ Đao Quân, dạ, đem ra pháp trường hành quyết. Ây hậu ơi, hãy vì trẫm mà dung tha cho Đông Phi nhất phen lầm lỗi. Nay hậu đã tai qua nạn khỏi, hãy mở lượng nhiêu sanh mà thử tha cho Túy Văn một thuở sinh tồn. Đã cùng nhau thân phận má hồng, xin hãy mở rộng lòng nhân mà thương người xa cơ thất thế. Được ai hậu rộng lòng dung thứ, chắc Đông Phi ngàn thờ ghi ân. Nếu ai hậu ghi lòng để dạ, chắc người chết đi còn nuốt tối ngâm sâu. Mở lượng biển trời khoan dung thân quyền mà. Chuyện ngày xưa một lần lầm lỡ, thiết thần còn hối hận đến ngày nay. Thân phận này còn mất rủi, mai cũng nhờ ơn chánh hậu. Nếu chẳng thương tình thì mặc tình tha giết
giết tha. Bệ hạ ơi, kể từ đây vĩnh biệt nhau rồi. Ai hậu ơi, hãy vì lòng trẫm mà tha thứ cho Đông Phương. Thiếp thần xin cúi lại dập mấy đầu, xin chánh hậu rộng lòng dung thứ nhất phen. Tội chết có thể dung tha, nhưng tội sống phải trừng trị để làm gương cho kẻ khác. Nữ Lâm Quân, dạ. Đánh Đông Phi 40 trưởng. Bé ơi, chết thần thiếp rồi bé hả? Thiếp thần xin vĩnh biệt Đông Phi. Đông Phi, Đông Phi ơi, nàng đã nhắm mắt xuôi ta, vĩnh biệt cõi dương trần. Ôi lòng trăm xót đau. Nghĩ giận thay một đấng quân vương mà chịu cúi đầu cấm lòng đau buồn. Nhìn nàng thịt nát xương tan, ôi máu lệ tuôn tràn. Nhìn nàng giả luôn sống sang. Đông Phi, Đông Phi. Hang thăm thẳm hơi sông lên lạnh buốt. Đã ba ngày rồi, ai hậu tham địa quyệt chẳng thấy tâm hơi. Ai thế ơi, nàng có bề nào trầm mất đi một cột trụ trong trời. Ta lo quá. Y kìa, dây rung kìa. Quân sĩ, mau kêu lên coi. Trời ơi, quỷ quỷ, lương lương bị quỷ ăn thịt mất rồi. Trời ơi, nghe dây động quả nhân mừng vô kể. Chung nương đâu mà chỉ thấy một giai nhân. Trời ơi, quỷ nó cũng khôn, ăn thịt nương nương mà còn biết rõ bệnh quân dương, biên mỹ nữ để cho quân dương theo òn ỉ. Yên quân sư đừng nghĩ quấy. Ủa, mà nàng đâu rồi? Tâu chúa thượng, nàng vừa lên khỏi hang sâu là nàng bỏ đi một nước, chẳng thèm nhìn sau ngó trước. Một nhan sắc thiên kim, ta nào ham muốn đâu nào. Ta chỉ một lòng thương xót chung lương, mất nàng như mất nửa giang sơn. Ai thế ơi, vẫn tề ắt là mệnh tuyệt, nên thiên quỷ phây mà triều. Yến quân sư ta đã nát ruột gan rồi, sao quân sư cứ cười mỉm chi. Thành cuối nghe xin chúa thượng ái yên lòng, gắn đón nghe chờ tin vui. Tâu, sau cơn gió lặng, chúng tôi lượm được mảnh hoa tiên kính trình quân dương tường lãm. Đâu, quân sư hãy đọc cho quả nhân nghe coi, gì kỳ lạ vậy? Trung Quốc hậu dưới hang sâu đà cõi lốp mơ. Còn thương xin tề chúa đến thương à sao. Nạp sinh vô quy cho rạng rỡ tông đường. Cho chung thì được hướng cân hoàng tộc. Trời ơi, vợ chồng đã biết bao ngày chăn gối,
ba bốn mặt con rồi còn nói chuyện du à quê. Trung hậu giờ đây đẹp như tiên, vàng ngọc nào có kể à gì. Quân sư hãy gắng giúp ta cưới nàng cho tròn ân hậu. Điều ấy đối với công chúa là một danh dự, còn đối với tôi là một thâm ân. Sao nàng không lấy làm hãnh diện mà bỗng nhiên lại buồn rầu? Mã Khắc Huy, anh có biết rằng khi tôi đã truyền giải cho anh một đường gươm lợi hại này, tức là tôi đã phạm lời thề độc địa với phụ vương tôi rồi không? À, thế ra nàng lo sợ rằng rồi đây tôi sẽ dùng đường kiếm kia mà chống lại đức vua. Không, tôi nói như thế là để cho tráng sĩ thấy rằng tôi đã làm một việc vô cùng liều lĩnh. Chỉ vì... vì công chúa muốn đền đáp lại chút công ơn qua mấy cung đàn huyền diệu. Không hơn thế nữa kìa, Mã Khắc Huy. Vì... vì sao hỡi công nương? Vì Ngọc Mai đã yêu Mã Khắc Huy. Vậy Mã Khắc Huy hãy nói với em rằng anh cũng đã yêu em. Mong đẹp của đôi ta đã xây nên tiếng tơ ân tình. Anh đã trao cho em cung đàn muôn điệu và làm say sưa trái tim quyền diệu. Và em cũng đã vì anh mà dạy cho đường buôn bí truyền. Ôi phải chăng đây là những đổi trao vô giá mà cán cân ân tình đã đo lường đôi tim rộng ra. Còn giống nhau để cho lòng sầu tư đôi ngã. Vâng, anh xin thú thật với em rằng anh cũng đã yêu em. Thôi ta
cảm chia tay, em trở lại Mỹ Hoa Đình. Con nương. Tỳ nữ, hãy dừng kiểu trước Mỹ Hoa Đình, cho ta ghé vào thăm con của ta là Ngọc Mai công chúa. Thưa hoàng hậu. Kìa, mi là ai? Tại sao chặn đường ta bên kiều? Thưa hoàng hậu, tôi là một tên ăn mày hát giáo, muốn ý kiến lĩnh bà. Ta không có thì giờ nghe đàn hát. Này, hãy nhận một đồng tiền rồi đi chỗ khác mà xin ăn. Đi đi. Ngốc hà. Kìa, người còn muốn gì nữa mà gọi đích danh của ta? Tôi muốn trả lại cho bà đồng tiền vàng vô nghĩa. Và tôi đến đây không phải để cầu xin bô thí. Lạ không? Một kẻ ăn mày kiêu hãnh, hai người chính là... Là bạn của Mã Khắc Sinh. Ông là bạn của Mã Khắc Sinh à? Phải. Thế còn Mã Khắc Sinh đâu? Đã chết rồi. Đã chết? Tại sao ông biết được? Tôi được chứng kiến trong lúc chàng hấp hối. Hắn không có gì trăng trối, chỉ để lại mấy dần thơ trên tờ lá chết này đây. Và mối tình bất diệt ấy hôm nay chỉ còn lại một bài thơ lưu lại trong chiếc lá vàng bằng mấy lời ca ly hận. Bà hãy bình tĩnh mà nghe tôi đọc đây. Ngày xưa có chàng thanh niên tha thiết yêu đời, đã cùng mày kia kết nghĩa ai ân tình yêu, biết bao nên thơ bên suối lăng lờ xoay ánh trăng mờ đôi hồn say mơ. Rồi một hôm ước nguyện vỡ tan non nước điêu tàn, chỉ vì lòng tham của kẻ ác gian. Thầm thương tâm thân hiên ngang, ôm ấp hận tràn, ôm ấp hận tràn muôn đời không phan. Phải chăng trên người là Mã Khắc Sinh? Mã Khắc Sinh anh hỡi anh à, ơi tâm tình u ê bước tàn tạ thân ê, tình đi suốt kiếp đi bất ê, tình đi anh sống nỗi ê, đôi cuộc đời nghỉ lẽ ê, lối em đi sau nghỉ nhớ ê, ai bao năm qua heo hắt nụ cười giống tâm tình xa xôi, tôi mơ người trong cuộc sống xinh tươi. Mã Khắc Sinh, chàng hãy giải thoát đời em ra khỏi địa ngục khổ đau này. Dân, anh sẽ giải thoát đời em và giải thoát cho dân tộc của ta. Hay lắm, hãy giải thoát cho đời em và giải thoát cho dân tộc của ta. Kìa, thiết một chân khung kiếp thay cho Mã Khắc Sinh, dám về đây toan dở thoái đê hèn, mong mà phá hủy một lầu đài vinh quang của đại đế Thiết Mộc Chân. Sầu với thánh hoàng người này nghĩ vô tội, thì tội ý do nàng đã nghe quyến rũ, nhân tình xa xưa để nhục mà nghe danh vua. Vậy mà hôm nay ta đây mới biết được nàng đã lừa dối ta từ thuở ban sơ. Công chúa con nàng phải dạy dỗ dưỡng nuôi, lại nghe chính là con của Mã Khắc Sinh. Tên vua hung bạo lỗi này ta xin chịu, chớ hoàng hậu vô can, người chớ nên nóng giận xử làm người vô tội. Im ngay! Cận vệ quân đâu? Dạ. Yeah. Trói cả đôi gian phu dân phụ dẫn ra tháp bạc xử hình. Đi, đi mau! Khoan! Tình lại mơ cận vệ quân. Mẫu hậu, trời ơi, mẫu hậu có tội tình gì mà phải chịu hành phạt đau đớn như vậy? Mẹ của con nó đã ngoại tình con à? Nó ngoại tình với một tên ăn mày khốn nạn tồi tàn kìa. Mẫu hậu, tại sao mẫu hậu lại có thể hành động một cách vô cùng mù quáng? Quan Ngọc Mai công chúa ơi, con hãy bình tâm mà nghe lời mẹ càng có phúc nuôi. Những ân tình còn sâu kín lắm mi con ơi. Bao nhiêu dòng đến đi
chớ có nên đặt điều. Lung lạc con thơ hầu có che giấu tội lỗi của mình. Hỡi kẻ bảo tàng mi dùng quyền lực để cản ngăn mâm chèn mờ một sự thật đã 20 năm. Hãy câm đi tên ăn mày tồi tàn, hãy quỳ xuống đây mà chịu tội. Khốn nạn, khốn nạn. Ngọc Mai, Ngọc Mai con. Tên ăn mày kia, ai đưa đường, ai xúi biểu mi đến đây để gây chuyện bất lương? Ai? Không bao giờ có ai xui biểu được ai trên lãnh vực của tình yêu. Chỉ có trái tim của ta nó mới xui dục được ta đặt bước đến đây. Và tình thương cao cả đã biến ta thành là một tên ăn trộm. Phải, ông là một tên ăn trộm trê hèn nhơ nhuốc. Trời, trời ơi cha, cha tôi sao vậy? Nó là một tên ăn trộm. Trời, cha là một tên ăn trộm mà, có phải vậy không cha? Phải, ta là một tên đê hèn trộm cướp, lên vào đây để tìm báu vật thân yêu mà 20 năm qua bị chôn chặt giữa cung vàng. Một số kiếp cô đơn thông khổ tồi tàn, đã trải bao mùa mưa gió lầm than, nó chỉ đem tấm thân tàn ra trong chọi với phong ba, để mong mỏi một ngày kia lá rơi về cội nước dội về nguồn. Cha, tại sao cha có thể đi làm một việc hạ tiện như thế này, để cho người ta chế cười, bị nhổ trên danh dự của con? Hay là cha đã điên rồi, có phải vậy không cha? Phải rồi, tao đã điên, cũng như chúng bay là một lỗ cuồng ngâm. Tao điên vì đã nặng lòng mà đem thân trâu ngựa để ấm bồng nuôi bay. Điên vì ngậm đắng nuốt cay, máu xương đã nặng hình hài cho mi. Để rồi giờ phút lâm nguy bị bầy đánh đập mà còn khinh khi đọa đài. Nực cười con tạo lê lây, quán thù ân nghĩa là dây quan tình. Lỡ rồi một kiếp nhân sinh, mong gì nối lại chút tình xa xôi. Mã Khắc Huy, trước kia ta vẫn ngỡ cha của mi là một vị anh hùng như lời mi nói, nhưng giờ đây cha mi chỉ là một kẻ trộm đê hèn, thì lời ước hẹn đá vàng giữa ta và mi xin chấm dứt. Vĩnh biệt Ngọc Mai. Mã Khắc Huy đừng tuyệt vọng, ta sẽ gả công chúa Ngọc Mai cho mi nếu mi có thể giết được. Muôn tâu đừng ái ngại, vì ta đã hiểu cả rồi, hãy nghe theo lời ta là được toại nguyện nhé. Ai bước chân về nơi băng tuyết mùa đông, nghe tiếng cơ hàng vang trong túp lều đơn. Ai đã xô thuyền trên sông nhớ đại dương, nghe vỡ băng cành báo phong tim ai hùng. Con hỡi con, con tôi ở nơi đâu, sao chẳng quay về cho ấm áp lòng cha. Em ơi em, hỏi người yêu cũ đường xa, lưu luyến chi đành quên đi mối tình đâu. Giang giang bày ra hỡi lũ yêu tình, xê xê bày ra hỡi loài giả thù. Cây thôi rung lên và lá thôi sạc sao, gió rừng im tiếng nghe ta khải đàn. Ai khóc than
dường như Mã Khắc Sinh từ miền xa bão tuyết trở về. Kìa, Mã Khắc Sinh. Ai? Có phải Ngọc Hà công chúa? Không, em là Linh Cơ ngày trước đây. Người về đây sao không thấy con tôi? Con bà, cái thằng Mã Khắc Quy nó mang họ của tôi. Nhưng nó đã bỏ tôi mà theo triều đình vì mê say Ngọc Mai công chúa. Tên Mã Khắc Sinh, thằng ăn trộm, đâu rồi? Con, Mã Khắc Quy, mẹ là mẹ của con đây, còn Mã Khắc Sinh là cha nuôi của con đó. Lão, lão, nó là kẻ giết cha tôi, giết mẹ tôi rồi nuôi tôi. Nó là thằng ăn trộm, là tội nhân của thành các tư hạng. Giàn ra, giàn là cho ta giết nó. Mã Khắc Quy! Thấy cho bà này dữ á. Ta bảo bà đừng có lôi thôi, kiếm điều ngăn trở. Đây là chuyện riêng, nào có mắc mớ đến bà đâu. Buông ta ra. Khắc Quy, con dừng lại đi, nghe đuôi đầu mẹ cởi đành rành. Con còn người cha là vua tới cả một giang sơn. Cầm mồm lại đi, buông ra, không thì ta chẳng có tha thứ. Con ai thương tình, lưỡi gồm khát máu không thương tình một ai. Bà là kẻ lạ không được chung dự vào chuyện của ta, thì để cho ta giết nó. Mã Khắc Quy! Bà giật đoán đâu ta? Thì ta còn thanh gươm khác. Giang ra! Trời! Con đã xô mẹ té ngã trên ngọn dao quan nghiệt. Con đã giết mẹ rồi Khắc Quy. Trời! Khắc Quy! Sao mới nỡ đành tâm giết chết một người đã từng bánh da xé thịt mang nặng để đau để ung đúc cho mi được nên dốc nên hình. Mi đã mất hết lương đi và mi không còn linh cảm nên mới đành gây ra cảnh tình thê thảm. Mi sát hại mẹ hiền như là giết thú giữa rừng quen. Cha bảo đây là mẹ của tôi à? Chứ còn ai nữa? Đây là bằng chứng viên ngọc quyên ương này là ký vật của mẹ mi. Có hình bóng đôi chim đang âu im giao tình. Hãy cho tôi được nhìn vật quý của ngày xưa. Trời ơi mẹ, nếu vậy thì tôi quả là đứa con bạc ác nở vô tâm mà giết chết một đấng sanh thành. Trời ơi tôi đã sa vào trong hố sâu vực thẳm của nhân tình, đã mồ quáng điên cuồng chạy theo hấp lực của tình yêu. Nào hay đâu tạo qua trớ treo đã khiến xui cho con lạc lầm mới đoạn tâm cắt đứt lìa sợi dây mẫu tớ thâm tình. Quý con ơi, cha lấy làm tối hổ đau buồn vì cha không đủ tài dạy dỗ cho con sớm được nên người, để cho đời con phải lạc lõng bơ vơ mới có chuyện thù mà cha hại mẹ.
giờ đây đứng trước cảnh tình ăn ta cha cảm thấy mình chính là một tội nhân. Ly tan cốt nhục tình thâm lòng cha đau xót như ai dằn trong tâm can. Trời cao bấy rồng vì tương lai của con người mà cha phải hy sinh nếm mật nằm gai vậy ngày mà trong một phút cuồng vọng mê say con đã hiểu lầm cha là một kẻ gian tham hèn hạ con nặng hơn là con đã nghe lời bảo chúa trở về đây để hủy hoại thâm ân. Tội con đang chết kề muôn phần thì con đành chịu chết đây báo ơn hy sanh thành. Từng hạt mưa kẻ cô đơn có ai biết được sao lớp thần nữ quả sơn là vũ quyên quyên một thiếu nữ vừa đôi chinh cũng nghe hồn rung động buổi ban đầu gặp gỡ ly bình lãng nữ quan do một đêm sương ly bình lãng nhưng không thể được thù mẹ cha chưa trả thì lòng không thể vương chuyển tình yêu xin vong hồn mẹ cha giúp con vững tinh thần mà rửa thù trả hận con phải trả hận cho song thân con phải trả hận cho song thân. Vũ quyên quyên sứ tỳ nô đệ lìa xa miền Nam Hạ khi trời thu rũ rượi lá vàng rơi về đây dựng ngai vàng quý báu cho tỷ nương ngự trị đến muôn đời và trong những tháng năm gần gũi để thấy lòng mình như hoàng nặng khối tương tư tuy lặng câm nhưng sôi nổi trong lòng từng đêm về cô đơn trong chất nỗi ưu buồn rạc rào sung sướng lâng lâng khi ngồi cạnh bên tỷ nương và sao xuyên tâm hồn khi nghe lời bi thương. Sư tỷ còn mang nặng mối phụ cường và ghi nhớ mãi thiên thu phải tìm cho được kẻ thù để trả mối hận thâm sâu. Sư tỷ ơi dầu núi mòn sông cạn để cùng theo sư tỷ đến trọn đời phủ phục dưới chân người nghe hồn mộng chơi vơi. Sư tỷ nữ vương của Ngu Đệ và nữ vương ơi có lẽ hạ thần đã yêu nữ vương rồi đó. Cho tôi miếng nước. Khốn nạn, làm tan vỡ mộng đẹp của ta. Nếu tỷ nương không dặn trước thì ta chém vai đầu ngươi cho rồi. Kìa, tiếng sáo. Sư tỷ ta về đến, ta phải đi tiếp đón. Đây là đâu? Đây là đâu? Để ta nhớ coi nè.
bỗng nhiên ta hôn mê ngất xỉu, rồi bây giờ ở dưới sơn động này. À, thì ra đây là thạch động của Quả Sơn thần nữ. Ly Bình Lan, ta còn mối thù chưa trả, và một đứa em thất lạc đến bây giờ vẫn chưa biết ở nơi đâu. 18 năm dài biệt biệt xa nhau, lòng mãi nhớ thương, không biết cả giờ thân thế nó ra sao, chỉ lo không gặp được nhau. Khi suốt đời ta nặng mang mối hận, nhưng tại hạ đây nếu giúp được điều gì đã hết lòng. Dầu phải lặn lội hiểm nguy cũng vì nghĩa nặng chẳng ngại chi. Từ đây trên khắp nẻo sông hồ, người à hãy ráng hỏi vô, đứa em có đeo sâu hồng ngọc được 18 xuân. Sâu hồng ngọc 18 tuổi. Xin đa tạ người trước, bây giờ xin tạm biệt. Lạ thật, bắt mình kêu bằng bà mà lại có đứa em gái 18 tuổi là làm sao? Phải kiếm bà hỏi vụ này mới được. Kìa tráng sĩ, người đã hai lần cứu tôi thoát chết dưới tay Quả Sơn thần nữ, xin cho tôi được biết quý danh. Tôi tên là Lý Bình Lan. Lý Bình Lan, con chim lạ từ xa vừa tới, gặp đêm chiếc giang buồn bã bóng trăng suông, gặp gỡ nhau chưa cạn dòng tâm sự, rồi bỗng nhiên hạnh ngộ giữa gông cùng, khiến cho lòng tiểu muội có một điều mơ ước. Có lẽ tiểu thơ... Bỏ tiếng tiểu thơ đi, phải gọi em là Chu Tiểu Muội. Chu Tiểu Muội, Chu Tiểu Muội muốn thoát khỏi nơi này có phải không Tiểu Muội? Đó là ước mơ rất nhỏ, còn một niềm ao ước khác lớn hơn, vĩ đại hơn nhiều. Là sao? Là hả? Mà thôi, em muốn hỏi Lý Ca nha. Em hỏi thật Lý Ca nha. Lý Ca có yêu ai bao giờ chưa? Chưa, nhưng mà Tiểu Muội hỏi chi vậy? Để Tiểu Muội nghe lòng rộn ra. Như đêm nào gặp nhau trong quán là, do quê thu bỗng nhiên trở lạnh, em chợt buồn và chợt nhớ bâng khuâng. Lúc quay về giữa phố phòng đêm qua, tình cảm này thiết tha, mơ hồ như nhớ kẻ. Quỳnh sẽ nói giúp khi đôi lần cho vui vẻ cuộc đời, để giúp người đang yêu. Thôi đi, em đâu có mượn mà Lý Ca lại tính làm mai, và làm sao mà anh em yêu, người em yêu. Trời đất, Tiểu Muội nói gì mà lẩn quẩn vậy? Người em yêu là người em yêu, vậy làm sao cô Quỳnh biết lại? Thì người đó đó. Chứ không lẽ là ma? Thôi, đưa tay đây, anh mở trói cho. Ông kia, ông có quyền gì định mở xiềng cho nàng đó? Cô nương là ai? Là ai cũng được, nhưng tôi cấm ông làm hiệp sĩ ở đây, vì đây không phải là phòng tân hôn để các người tha tha thiết thiết.
hãy đưa cô gái này trở về nơi trọng cấm. Dạ, chú Tiểu Bụi. Dừng lại, Ly Bình Lan. Cô là ai? Sao lại biết tên tôi? Ông chỉ nên biết tôi là kẻ đã cùng ông một lần gặp gỡ, và cho tới bây giờ lòng vẫn chưa quên. Cô nương, hãy gọi là Quyên Quyên. Quyên Quyên. Ly Cao ơi, lần đầu tiên trái tim người con gái chợt rũ mềm như tơ lụa tô châu. Xin khi gửi chút tâm tình đơn lẻ, rồi mai đây đôi ngã sẽ chia ly. Quyên Quyên, Quyên Muội ơi, nếu mai đây mình đi biệt, lòng nhớ nhung hoài. Một đêm nay nhớ mãi tiếng trao lời mật ngọt, rượu nồng chưa uống đã nghe say. Mong đề thơ và xin hãy thầm tiễn đưa trong gió quyển xa màu. Xin hãy nhìn nhau trong ánh mắt thăng trời, rồi mai đây trăng tàn cuối ngõ anh lên đường về một Quyên ơi, mối tình nào cũng kết tạo bằng nhung nhớ, bằng nỗi sầu hoằng nắng pha. Anh không buồn cho số phận bôn ba, khi mộng ước giang hồ chưa dời niềm ly xưa. Ly ca. Quyên Muội, Ly ca chỉ là một kẻ khô khan tình cảm, trong cuộc đời chưa biết tới yêu đương, rồi hôm nay lòng bỗng nhiên xúc động, nỗi buồn xa tiếp lại nỗi thương gần. Ly ca ơi, cuộc đời em hoàn toàn bất hạnh, 20 năm qua chỉ có cầu sương quán lạnh. Dù dài đau thương trong suốt tuổi ta muôn phần, có những đêm em ngồi cô độc mà tưởng mình là một khối đá vô tri. Nhìn lại sau lưng bóng
trời xa lạ, bỗng gặp nhau trong khoảnh khắc rồi yêu nhau. Nhưng anh là loài chim trời bay bay mãi, chỉ làm buồn cuộc gặp gỡ này thôi. Vậy thì quyên mũi hải quên anh đi, đừng lưu luyến kẻ cầu sương quán trò. Đêm dừng bước trăng non chưa kịp xuống, sang lên đường dối giả hành trong. Quyên mũi ơi, đó là tâm sự thiết ta, xin gửi gắm lại em đêm tông biệt. Anh không có gì cho em ngoài ra một tâm tư nghi đang xúc động tơi bời.